Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những nội dung đáng chú ý sau đây. Vụ tai nạn giao thông tại Mỹ Hào, khó khăn công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, bây giờ là nội dung chi tiết. Khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 7, trên đường Nguyễn Bình, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29H19276 do tài xế Lê Văn Doanh, quê Thái Bình điều khiển và xe máy biển kiểm soát 89E1-21751 chưa rõ người điều khiển, làm hai người đi xe máy bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô tải đi với tốc độ cao và người đi xe máy thiếu quan sát khi qua ngã tư. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an thị xã đã có mặt kịp thời để giải tỏa ách tắc giao thông và đưa người bị tai nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Được biết, tại khu vực ngã tư này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vận tải đường thủy nội địa tại Hưng Yên chưa phát triển mạnh như đường bộ, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã quan tâm tới việc quản lý khai thác và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Đường thủy nội địa tại Hưng Yên chủ yếu trên hai tuyến chính là sông Hồng và sông Luộc, có chiều dài tuyến 86,5 km, chảy qua 32 xã phường thị trấn. Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhưng với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và việc chấp hành pháp luật của một số người tham gia hoạt động trên sông chưa tốt, nên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự an toàn giao thông. Bến thuyền tại địa bàn Khoái Châu, Kim Động, hàng chục chiếc thuyền neo đậu chở khách, hàng hóa, phục vụ dân sinh, nhưng từ nhiều năm nay, các bến đầu tư xây dựng chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Một số địa phương chính quyền cũng chỉ biết tuyên truyền người dân tham gia giao thông đường thủy, chấp hành các điều kiện theo quy định, nhưng phải có giấy phép hoạt động đầu tư phao cứu sinh để đảm bảo an toàn. Trong mùa mưa bão thì anh em thanh tra công an đường thủy luôn luôn kiểm tra và nhắc nhở về các chủ bến phải giữ tuyệt đối an toàn cho hành khách khi tham gia qua sông được an toàn tuyệt đối. Tuyên truyền ký cam kết các thuyền viên và phải học qua có chứng chỉ luôn luôn bảo vệ an toàn cho hành khách khi qua sông. Hiện hoạt động vận tải đường thủy trên sông Hồng, sông Luộc với tần suất ngày càng lớn, chủ yếu là vận chuyển vật liệu xây dựng như cát sỏi, khai thác bến bãi, phương tiện không phép, chở hàng quá trọng tải. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã xử lý 281 trường hợp vi phạm vận tải thủy, xử phạt hành chính trên 590 triệu đồng. Từ đầu năm, thì chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra và đặc biệt là công tác tuyên truyền với các chủ bến, người lái phương tiện. Những người dân tham gia qua phà, chúng tôi cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền. Đối với thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là đối với cái tuyến đường thủy 86,5 km đường sông qua chảy qua tuyến sông Hồng và sông Luộc, thì cái lực lượng chúng tôi hiện tại bây giờ là chưa đáp ứng được cái công tác, nếu như để đảm bảo mà tuần tra được ngày đêm trên tuyến là chưa thực hiện được cái việc đó. Hiện các phương tiện tham gia đường thủy đã được quản lý, nhưng hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn chưa thể thực hiện được do thiếu nhân lực. Trong thời gian tới, tỉnh cần xây dựng các công trình giao thông đường thủy nội địa để các cơ quan chuyên môn có thể quản lý, kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm phòng ngừa tai nạn. Trên sông cần quy hoạch cụ thể hoạt động nuôi cá lồng, tránh ảnh hưởng tới giao thông, giao thương. Hệ thống đường thủy cần được xây dựng các hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu, bến thủy nội địa trên sông, khắc phục những khó khăn vướng mắc để giao thông đường thủy đảm bảo an toàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Yeah.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.